Xin chào các em học sinh khối lớp 7. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em bài học cuối cùng trong chương trình địa lý lớp 7 là bài 61 thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ kinh tế châu Âu. Về nội dung thì bài thực hành gồm có 2 phần. Phần 1 là xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ và phần thứ hai là vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Cô cùng các em sẽ đi vào phần 1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ. Các em quan sát hình 61.1. Hãy nêu tên và xác định vị trí một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu. Xác định vị trí quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 61.1, lược đồ các nước ở châu Âu. Xác định tên và vị trí một số quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu. Khu vực Bắc Âu thì gồm có 4 quốc gia: Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Tiếp theo, các em sẽ quan sát vào lược đồ và kể tên và vị trí một số quốc gia thuộc khu vực Tây và Trung Âu. Khu vực Tây và Trung Âu gồm 15 quốc gia, đó là Anh, Ireland, Pháp, Đức, Ba Lan, Slovakia, Romania, Hungary, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Séc và cuối cùng là Luxembourg. Tiếp theo là tên và vị trí một số quốc gia thuộc khu vực Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Croatia, Herzegovina, Serbia và Montenegro, Macedonia, Hy Lạp, Albania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi sau đây là tên và vị trí một số quốc gia thuộc khu vực Đông Âu: Latvia, Litva, Estonia, Belarus, Ukraine, Moldova và Liên bang Nga. Yêu cầu tiếp theo là các em xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Các em sẽ quan sát vào lược đồ quá trình mở rộng Liên minh châu Âu. Dựa vào phần chú thích gồm có 3 nền màu, các em sẽ tập trung quan sát vào nền màu hồng và có số 5, đó là các nước thành viên của Liên minh châu Âu và năm gia nhập. Như vậy thì dựa vào đây các em có thể kể tên được các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Anh, Ireland, Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo, Slovenia, Italia, Hy Lạp, Ship,
Malta, Hungary, Slovakia, Czech, Đức, Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Estonia, Latvia và Litva. Cô cùng các em sẽ đi sang phần 2 là vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Xác định vị trí các nước Pháp và Ukraine trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào của châu Âu? Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ukraine năm 2000. Qua biểu đồ, nhận xét trình độ phát triển kinh tế của Pháp và Ukraine. Như vậy thì yêu cầu thứ nhất là các em xác định vị trí các nước Pháp và Ukraine trên bản đồ. Quan sát thì mình có thể thấy đây là vị trí của Pháp và đây là vị trí của Ukraine. Hai nước này thuộc các khu vực nào ở châu Âu? Như vậy thì Pháp thuộc khu vực Tây và Trung Âu, còn Ukraine là thuộc khu vực Đông Âu. Ở lớp 7 thì các em sẽ được làm quen với một loại biểu đồ đầu tiên, đó là biểu đồ tròn. Về cách vẽ biểu đồ như thế nào? Thì trước tiên để vẽ được biểu đồ thì các em phải xử lý số liệu, đổi số liệu từ số phần trăm sang số độ bằng cách là mình lấy số phần trăm mình nhân với 3,6. Về cách vẽ, cách vẽ là các em sẽ vẽ cái hình tròn bằng compa và mình chọn trục góc. Trục góc là đường thẳng nối từ tâm của đường tròn đến điểm số 12 giờ trên mặt đồng hồ. Mình sẽ vẽ các phần theo thứ tự đề bài cho và vẽ theo chiều kim đồng hồ, mỗi phần trăm tương ứng với 3,6 độ. Về số liệu ghi trong biểu đồ, số liệu sẽ ghi ở mỗi phần, ở giữa mỗi phần trong biểu đồ và phải ghi ngay ngắn. Số liệu thì mình sẽ ghi là số phần trăm và lưu ý là không ghi số độ. Về ký hiệu thì các em không nên ghi chữ hay ký hiệu phức tạp, như vậy thì sẽ làm rối biểu đồ. Chỉ nên làm ký hiệu bằng dấu cộng, trừ hoặc là dấu chấm và nên có một phần để trắng. Về chú giải thì mình ghi phía dưới hoặc là bên phải biểu đồ và ghi đúng trình tự đề bài cho. Về tên biểu đồ thì ghi ở phía dưới biểu đồ và nên ghi bằng chữ in hoa cho rõ. Về hướng dẫn nhận xét, khi mình vẽ xong một biểu đồ thì thường là sẽ có phần nhận xét. Ở trong bài tập này, đối với bài tập này thì mình sẽ nhận xét từng phần ở mỗi biểu đồ có số liệu để mình dẫn chứng. Thứ hai là so sánh về trình độ phát triển kinh tế của hai quốc gia mà mình vừa vẽ. Như vậy thì ở đây thì cô đã xử lý bảng số liệu từ số phần trăm, cô xử lý ra số độ ở mỗi khu vực kinh tế, nông lâm ngư nghiệp của Pháp, Ukraine, công nghiệp và xây dựng dịch vụ. Ở mỗi số phần trăm người ta cho thì mình đều phải xử lý ra số độ để mình vẽ cho chính xác nhất. Và ở đây thì cô đã vẽ hai biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ukraine vào năm 2000. Trong biểu đồ thì có số phần trăm để thể hiện cho mỗi khu vực, có tên của từng biểu đồ. Đây là biểu đồ của Pháp và đây là biểu đồ của Ukraine. Có phần chú tích, màu xanh là khu vực nông lâm và ngư nghiệp, màu đỏ là khu vực công nghiệp và xây dựng, và màu xanh lá là khu vực dịch vụ. Và có tên biểu đồ là biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Pháp và Ukraine năm 2000. Về phần nhận xét thì các em sẽ lần lượt nhận xét ở từng biểu đồ, tức là nhận xét theo từng quốc gia. Ở Pháp
Vào năm 2000 thì tỷ trọng của ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước cao, chiếm 70,9%. Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tương đối cao, chiếm 26,1%. Và ngành nông lâm ngư nghiệp thì chiếm tỷ trọng rất thấp, 3%. Ở Ukraine vào năm 2000, mặc dù công nghiệp và xây dựng chiếm 38,5% và dịch vụ chiếm 47,5%, vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế, nhưng tỷ trọng của nông lâm và ngư nghiệp vẫn còn khá cao, chiếm 14%. Và mình quan sát mình có thể thấy được là tỷ trọng dịch vụ của Ukraine vẫn còn thấp hơn rất là nhiều so với Pháp. Như vậy thì mình rút ra kết luận đó là Pháp và Ukraine đều là hai nước có nền kinh tế phát triển, trong đó thì Pháp là nước phát triển hơn. Như vậy thì ở phần lớp 7 này về phần biểu đồ thì cô chỉ giới thiệu và hướng dẫn cơ bản để cho các em làm quen với việc vẽ biểu đồ. Để học sâu hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương trình lớp 8. Như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Và cô xin chào tất cả các em.